đi làm về những công việc trong gia đình thì em có thể em làm được hết, nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa thì em đều làm được. Vậy có khuyết điểm? Khuyết điểm của em là hay mất ướt hay khóc. Bị gì khóc trận nó thôi mất bồ luôn. Dạ. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Dễ thương quá. Trời ơi. Dạ em chào chị. Rồi trai giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia và chào quý khán giả ngồi tại khán trường. Em tên là Phan Vĩnh Phúc, đến từ Đồng Tháp và sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Em nay 33 tuổi, em là kỹ sư xây dựng. Rồi tới phiên mình giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bạn bên kia và chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Trần Hồng Nhung. Năm nay em 33 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Bằng tuổi bên kia luôn. Dạ bằng tuổi. Đồng Tháp luôn. Dạ. Bên kia Đồng Tháp luôn đúng không? Rồi hai bên hỏi nhau đi coi có bà con gì không. Ủa em ở huyện nào em? Dạ em ở thành phố Cao Lãnh. Anh ở đâu vậy anh? Anh ở huyện Châu Thành. Dạ. Rồi hai bạn có đi cùng chuyến xe lên đây không? Em đi chuyến xe lúc mấy giờ em gái? Hỏi nhau đi. Dạ anh ơi, anh lên lúc mấy giờ anh? Anh đi chuyến xe lúc 11 giờ trưa. Vậy là em sớm hơn anh rồi đó. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Còn ưu điểm gì nữa không? Dạ. Vậy có khuyết điểm? Khuyết điểm của em là nóng tính, với cái là hay mất ước hay khóc. Trời ơi, thường là cái gì làm em khóc? Giận quá khóc. Giận ai? Ví dụ như là bạn bè chọc cũng khóc. Chọc tức quá không có nói gì được chân, tức quá khóc. Trời ơi thương quá, mỗi lần khóc vậy rồi ai dỗ? Không ai dỗ chân á, tự nó. Rồi bạn trai bên kia. Ưu điểm khuyết điểm là gì vậy? Ưu điểm của em là em rất là quyết đoán trong công việc cũng như là kiên trì trong công việc. Còn tình cảm của em là một người rất là chân tình và thật lòng. Em cũng rất là người rất là siêng năng. Ví dụ như đi làm về những công việc trong gia đình thì em có thể em làm được hết, nấu ăn rồi, dọn dẹp nhà cửa thì em đều làm được. Nhiều khi em cũng có cái khiếu ca hát, viết chữ của người bạn bè rồi cũng khen em là người viết chữ tương đối coi đẹp. Viết chữ đẹp. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Mối tình đầu thì quen cũng gần một năm nhưng mà do tính tình không hợp nên chia tay. Ừ. Mối tình sau thì quen cũng được năm nhưng mà cũng không đến với nhau được thì nên chia tay. Hôm nay cũng được 3 năm rồi. 3 năm nay là ở không vậy đó hả? Dạ cũng có quen một hai người nhưng mà thấy không hợp với mình nữa thôi nên chưa có ai hiện thì tại. Sao ai cũng dạ. Không hợp hết trơn vậy rồi làm sao mới hợp? Nó có người hợp mà nó không đến được chị ơi. Bạn gái em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Rồi mối tình sau này là em chia tay cách đây một năm. Một năm lý dạ. Do sao chia tay? Dạ tại vì hiểu lầm. Hiểu lầm? Dạ. Hiểu lầm là hiểu lầm sao? Hiểu lầm là lần đó đó là Tết với em qua nhà nó chơi. Anh đó đi chơi với bạn, bạn thân, bỏ em ở nhà một mình. Cái em đó bụng quá, cái em điện em hỏi anh ơi anh về anh có chở em đi ăn không hay là em đi ăn một mình. Cái anh ấy là chở anh về chở đi ăn. Mà em chờ hoài em đó quá đói. Em tức quá em khóc tại chỗ, xong em bỏ về. Bên gia đình ảnh nói là Tết nhất mà qua bên đó khóc lóc sùm, bộ chùa người ta hay gì. Trời đất ơi. Đó. Xong cái ảnh cũng nghe đài. Rồi có nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra cái chia tay luôn. Bị gì khóc trận nó thôi mất bồ luôn. Dạ. Trời ơi thiệt là đau lòng. Chắc bạn trai đó cũng chưa thương em nhiều. Chứ nếu thương nhiều người ta phải tìm hiểu. Chắc vậy đó chị. Thôi bỏ qua đi. Thôi bây giờ muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Tìm người bạn trai có công ăn việc làm ổn định. Rồi. Biết thương em, ga lăng chiều bạn gái. Đừng để em đói bụng phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Hơi mỏng chút xíu của cái bụng đó chị. Thích có bụng hay không thích có bụng? Thích có bụng. Hỏi ảnh coi anh có bụng không? Anh có bụng không anh? Không, anh không có bụng. Hơi ốm. Vậy chắc em phải nuôi cho anh mập có bụng. Anh bên đây cũng hơi tròn á. Sao em sao thích người tròn chào em gái? Dạ, tại vì thích có bụng để mình ôm. Thì chạy xe anh chở cái mình ngồi xanh ôm. Trời lạ ta. Có mấy cô gái ở đây không thích đầu hói, không thích bụng bự. Nay cô này thích bụng bự ôm cho nó đã. Hay rồi nha, lạ nha. Cái điểm gì không thích mình thằng trai không nói cho anh Linh nghe anh kiểm tra bên kia. Dạ không thích là không thích hút thuốc, không thích cái tính càm ràm. Ví dụ em mà đi chợ hơi lâu quá đừng có càm ràm. Có hút thuốc không? Không anh. Có càm ràm không? Không có luôn anh ơi. Không có luôn. Khỏe rồi ha. Dạ. Nhưng nếu anh này hơi gầy gầy chút được không?
Dạ được, em nuôi chắc mập lên được. Nhất định phải nuôi bụng bự bự chút đúng không? Dạ. Bự có tôi được rồi nè. Rồi. Em trai ơi, bây giờ mình ví dụ như mình lấy vợ là về có làm dâu không em? Dạ, về ở gia đình rồi trước mắt sống đó thì thời gian có thể quyển chuyển hoặc là ở đó luôn cũng được. Nhưng mà chị làm dâu thì cũng không có vướng bận gì chơi. Thoải mái, dạ. Thoải mái ha. Dạ. Làm dâu tốt không? Dạ được. Được ha. Dạ. Yêu nhau là được hết á. Dạ. Bây giờ nè, nếu được thì bao giờ tiến tới hôn nhân được? Dạ em khoảng thời gian ngắn được, 3 tháng, 6 tháng được rồi. Gì 3 tháng lẹ vậy ông? 3 tháng rồi chuẩn bị kịp không? Dạ kịp. Tìm hiểu nhau kỹ chưa, mới 3 tháng rồi. Dạ thì lớn hết rồi thì sớm thì tốt, đợi chờ cũng lâu cũng Rồi chuẩn bị được cái gì rồi nè? Chuẩn bị nói thiệt nghe coi. Chuẩn bị về tinh thần với kinh phí lo đám kinh cưới phí được nhiêu rồi? Dạ. Mấy chục triệu rồi. Dạ được trăm mấy. Trăm mấy rồi, hả? Trăm mấy được chưa, đám cưới dư rồi ha. Dạ, dưới quê mình gói ghém thôi, mình còn làm vốn làm ăn nữa. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Không thích là một người phụ nữ có cái tính sĩ diện. Ngoài ra lo cho gia đình thương mình là được rồi. Rồi, hai bạn này dễ tính, cùng quê tôi gả luôn. Được, anh gọn lẹ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh ruột của em, với bạn của em. Rồi, cho gặp anh ruột cái đi. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Chào anh. Chào hai em. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Phan Hữu Thanh, là anh ruột của Phúc. Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Đây là cũng là một cái dịp để hai em được gặp nhau. Thì về bản thân của người anh thì cũng mong muốn hai em có cái cơ hội để tìm hiểu. Nếu hợp thì hai em tính tiếp. Đó là mong muốn của bản thân và cũng là mong muốn của gia đình. Anh nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Về bạn gái thì cũng dễ thương. Được cái ưu điểm của hai bạn là gần gũi về địa lý. Đồng hương thì nghĩ về cái điều kiện mà để gặp nhau, hẹn hò, rồi kể cả sau này thì nó cũng sẽ được thuận lợi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, mẹ em với cô với chị. À, xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ chào cô ạ. Dạ, cháu trai bên đây cùng khán giả trong trường quay. Nhận xét về Nhung, con gái của tôi thì nó lớn tuổi rồi, nó cũng chững chạc, cũng ngoan hiền, hay giúp đỡ mọi người lắm. Tôi nhận xét về cái em trai bên đây, nói chung là cũng lớn tuổi hết rồi, có công ăn việc làm hết thì cũng tốt. Nói chuyện thì cũng chững chạc. Tôi cũng đồng ý cho hai cháu có một cái cơ hội tìm hiểu với nhau rồi đi đến hôn nhân. Nhất trí. Dạ, dạ. Nhất trí. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn bác. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Mở cửa trái tim. Chào em. Quà gửi này. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cũng có món quà tặng gửi tặng anh. Đây là đặc trưng của quê hương Đồng Tháp. Rồi, cảm ơn em. Sen Đồng Tháp ha. Dạ, còn bó này em tặng chị Cát Tường. À, tặng chị hả? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em tặng cho anh đặc trưng. Cảm ơn em. Trời, chu dạ. Đáo quá ha không? Bông sen, em hạt sen. Cảm nhận sen. Anh như thế nào? Nhìn anh thì rất là được. Ngoài sức tưởng tượng của em. Anh nãy có nói anh có cái khiếu viết chữ thấy cũng hơi đẹp. Thì anh tặng em có vài dòng tỏ tình để em đọc cho ở đây cũng như khán giả người ta nghe. Em xin phép đọc. Em ơi, tình yêu là cái thiêng liêng của mỗi con người. Hôm nay anh gặp em ở đây, đó là tạo hóa siêu duyên sắp đặt cho chúng mình. Hạnh phúc là hai từ nghe giản dị, nhưng là thứ quý nhất, thiêng liêng nhất mà ai cũng mong có được. Hôm nay anh gặp em, đó là hạnh phúc mà anh mãi trân trọng, vun đắp, gìn giữ. Nắng gió công trường anh không sợ, anh sợ đường về thiếu bóng em. Anh yêu em. Trời ơi, hay quá. Chữ đẹp với sao luôn ha. Chữ rất đẹp nè, thấy chưa? Cất nha. Còn gì nữa không? Làm thơ rồi, không lấy hát luôn đi. Em hát, chờ anh hát ta tặng em cũng như quý khán giả ở đây một đoạn của bài hát Tình Em Tháp 10. Em đứng em hát luôn hả chị? Rồi, đúng, đứng nhìn cô ấy, nắm tay diễn tả cho cô ấy kìa. Sông nước quê em sáng lớn chưa rồng, cây lúa trên đồng mát rượi đầy bông. Thương từng giọt mồ hôi, thương mùa nước
nỗi chân không xa rời phù sa núi lớn tình quê mấy đời. Em gái nhà mong ước muốn đôi lần, đang tuổi xuân thì có được tình nhân. Bao giờ mình thành đôi cho đời biến đổi, đang mưa dần cười gọi tên xa để tình em thắm mười. Trời hát ơi. Lại hát lại em, hát lại, đừng nắm tay đi, chưa gì đi về rồi. Hát lại đi, hát lại tặng đi. Về đi anh Đồng Tháp quê mình, dương dân tình người đã đi xa. Về đi anh, về đi anh. Chúng ta chỗ về đi anh. Em hát một câu vẫn tiểu. Dừng ngay chỗ về đi anh hoài hả? Trời, rồi ngưng, thôi bây giờ trò chuyện với nhau đi nè. Đúng cái chỗ là cứ về đi anh hoài. À, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ hả? Dạ đúng rồi anh, thứ bảy chủ nhật anh nghỉ. Anh làm bên thi công nên thứ bảy anh vẫn làm, chủ nhật anh sắp xếp cuối tuần mình gặp nhau. Dạ. Yeah. Hỏi em tính như nào anh em tới tiến tới được, nói đi. Thì em khoảng bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Em thì sao anh, em cũng lớn tuổi rồi cho nên là cũng muốn nhanh chóng đám cưới. Yeah. Thì mình cố gắng thì sẽ được thôi. Dạ. Yeah. Con trai hay gái gì em thích gì? Thì về con gái thì em thích bao nhiêu đứa con? Em rất thích là nhiều con nhưng mà em là cán bộ công chức nhà nước thì chỉ có hai con hả? Thì hai được rồi, hai thì lo chú đáo thì cũng tốt rồi em. Em thích trai hay gái? Thì con trai con gái em thích sanh con trai hay gái trước? Em thích con trai nhiều hơn gái. Vậy thì sanh đứa con trai trước đi, rồi nếu được thì sau thì đứa con gái, còn không thì hai đứa con trai luôn. Được không? Tính giống như trời tính vậy đó. Cái này còn tùy nữa anh. Làm như muốn đẻ đứa nào đẻ vậy đó. À, mình tỏ tình đi. Mình tỏ tình gì đó thật là lãng mạn. Ừ. Đó, cô gái tự tay bó cái bó hoa đó giống như hoa cưới vậy đó. Bây giờ ví dụ như bạn cầm bó hoa đó, bạn tới, bạn tỏ tình, bạn nói sao cho bạn gái. Rồi trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Bó hoa này em tự gói luôn hả? Dạ đúng rồi. Thì tự gói thì chung cũng khéo lắm. Em rất là muốn ngày cưới sẽ cầm bó hoa như vậy đó. Thì anh hy vọng cái ngày đó sớm sẽ đến. Rồi. Giống như đây là một lời cầu hôn để anh cầu hôn em, thì mình cho nhau cơ hội để mình quá thực hiện được điều đó. Giống như là hoa cưới vậy đó. Giống như đó. Chào các bạn. Về chỗ bà bấm nút. Bây giờ là giờ phút quan trọng nhất, hai bạn hãy nhắm mắt lại, hình dung là cuộc nói chuyện trao đổi từ nãy giờ, xem mình có thật sự là một nửa của nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Ồ. Chúc mừng. Bây giờ xin phép đi rồi cái mình hôn nhau cái ha. Dạ, xin phép bác với cô còn được hôn em. Dạ. Khoan để cô nhìn ra đồng ý chưa cái đã. Đồng ý chưa cô với bác? Đó, đồng ý rồi đó. Hít sâu vô. Đó, hít ra luôn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Và đây, nước xịt thơm miệng Relux gửi tặng hai bạn. Đây là một chiếc máy nước nóng hiệu Senton gửi tặng cho hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC, UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Chúc các bạn hạnh phúc. Hoa này xem như là hoa cưới. Nào, đây. Cầm đi để đây, ráng cầm vô. À, cái nón đội vào cho cô gái Đồng Tháp. Dễ thương quá. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Sớm báo tin chúng tôi nha, chàng kỹ sư với lại cô kế toán. Rồi, xin mời các bạn. Xin mời hai bạn.